Điện Kremlin tuyên bố chiến dịch tại Ukraine sẽ tiếp diễn đến khi hoàn tất mục tiêu, đồng thời bác bỏ khả năng đàm phán. Đây là lần đầu tiên Điện Kremlin lên tiếng về tình hình chiến sự Ukraine kể từ khi Kiev mở mũi phản công lớn ở tỉnh Đông Bắc Kharkov hồi tuần trước. Hôm 11 tháng 9, một bản đồ quân sự do Bộ Quốc phòng Nga trình bày cho thấy các lực lượng của họ đã thực hiện một cuộc rút quân lớn khỏi khu vực Kharkov. Bản đồ cho thấy Nga chỉ còn kiểm soát một phần lãnh thổ ở phía đông của khu vực, phía sau sông Oskin. Quân đội Ukraine trước đó đã giành lại được Izium và Kupiansk, nơi được đặt trụ sở của chính quyền Kharkov do Nga chỉ định. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Ukraine đã tái chiếm được phần lớn tỉnh Kharkov giáp biên giới Nga. Ngoại trưởng Antony Blinken và các quan chức hàng đầu khác của Mỹ ngày 12 tháng 9 đã tới Mexico để tham dự các cuộc đàm phán kinh tế cấp cao trong bối cảnh Tổng thống nước chủ nhà Andrés Manuel López Obrador bày tỏ mong muốn hòa giải căng thẳng thương mại song phương. Tháng 6 vừa qua, nhà lãnh đạo Mexico đã chọc tức Tổng thống Mỹ Joe Biden bằng cách từ chối tham dự hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ ở Los Angeles với lý do Cuba, Venezuela và Nicaragua không được mời. Ngay tháng sau, Mỹ đã đệ đơn khiếu nại chính thức chống lại Mexico theo Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, nói rằng các chính sách năng lượng của nước này phân biệt đối xử với các công ty Mỹ. Theo số liệu của Mỹ, trước đại dịch COVID-19, Mexico là đối tác thương mại lớn thứ hai của nước này, chỉ sau Trung Quốc, với kim ngạch thương mại hàng năm đạt hơn 675 tỷ đô la Mỹ. Các loại đồ uống ít cồn và không cồn đã tăng lên trên toàn thế giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19, khiến nhiều người có ý thức hơn về sức khỏe. Giá trị thị trường của loại đồ uống này trên phạm vi toàn cầu cũng đã tăng mạnh từ 7,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018 lên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Điều này đặc biệt rõ nét tại Nhật Bản, nơi dân số đang ngày một giảm và các khách hàng thế hệ Z hay thế hệ sinh ra vào khoảng thời gian từ 1997 đến 2012 ít sử dụng đồ uống có cồn hơn các thập niên trước. Do định kiến lâu nay về việc sinh viên đại học không được sử dụng rượu bia, mỗi khi khui đồ uống có cồn, Manaka Okamoto, 22 tuổi, đều phải cân nhắc lịch trình của ngày hôm sau. Nếu phải dậy sớm vào hôm sau nhưng vẫn muốn uống một thứ gì đó, tôi sẽ ra ngoài một mình và uống đồ uống không cồn. Và dĩ nhiên, tôi cũng có thể đi cùng những người bạn không uống rượu bia. Khảo sát của chính phủ nước này cho thấy chỉ 7,8% người dân Nhật Bản trong độ tuổi 20 thường xuyên tiêu thụ đồ uống có cồn, thấp hơn nhiều so với mức 20,3% vào năm 1999. Trong bối cảnh doanh thu từ đồ uống có cồn liên tục sụt giảm, tháng 7 vừa qua, cơ quan thuế của Nhật Bản đã phát động cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kích cầu trong giới trẻ. Các công ty kinh doanh đồ uống của nước này cũng ra sức tìm kiếm những phương thức mới để các quán bar hấp dẫn cả với những người không sử dụng đồ uống có cồn. Tại Roppongi, khu giải trí về đêm nổi tiếng của Tokyo, một nhóm hầu hết là phụ nữ trẻ tụ tập tại vườn bia không cồn, dưới bóng râm của một trong những tòa nhà cao nhất thủ đô Tokyo. Khu vườn bia này được tập đoàn đồ uống Suntory kết hợp với đài truyền hình Asahi mở ra nhằm giới thiệu cho khách hàng dòng sản phẩm mocktail và rượu không cồn. Tại vườn bia này, người tiêu dùng không chỉ thưởng thức đồ uống có cồn mà có cả đồ uống không cồn. Tại đây, mọi người có thể nhận ra giá trị của giao tiếp khi cùng nhau nâng ly cũng như tận hưởng được bầu không khí cùng tụ tập với nhau. Đối thủ cạnh tranh của Suntory là Kirin, cũng đã tung ra các loại rượu, cocktail và bia không cồn. Kirin cho biết trong vòng 3 tháng từ tháng 6 vừa qua, doanh số của các loại đồ uống không cồn đã tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Sapporo cũng đã công bố doanh số bán đồ uống ít cồn và không cồn của công ty này trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng tới 20%, trong khi doanh số bán bia lon giảm 4%. Thưa quý vị, Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã giành lại 6.000 km2 lãnh thổ kể từ đầu tháng và đang tiến xa hơn. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine mở cuộc phản công chớp nhoáng ở tỉnh Kharkov, miền Đông Bắc, tái kiểm soát các thành phố Izium, Kupiansk và Balaklia. Giới chuyên gia phương Tây nhận định Ukraine đã giành lại gần 10% lãnh thổ mà Nga kiểm soát từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2. Trong khi đó, lực lượng Nga tiếp tục các đợt tập kích và pháo kích vào vị trí của quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 9 thông báo hơn 300 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, 1.000 người bị thương. Cứ 150 người trên thế giới lại có gần một người trở thành nạn nhân của các hình thức nô lệ thời hiện đại. Phụ nữ và trẻ em vẫn là những người dễ bị tổn thương nhất.
Trong vòng 5 năm, số nạn nhân bị cưỡng ép kết hôn hoặc lao động đã tăng thêm gần 10 triệu người, lên khoảng 50 triệu người. Đó là những con số đáng giật mình trong báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về tình trạng nô lệ thời hiện đại. Báo cáo của ILO cho thấy hơn 50% số các nạn nhân bị bóc lột sức lao động và 25% số các trường hợp cưỡng ép kết hôn xảy ra tại các quốc gia có thu nhập trên trung bình hoặc thu nhập cao. ILO cho rằng các cuộc khủng hoảng như đại dịch COVID-19, xung đột vũ trang và biến đổi khí hậu khiến công việc và học tập gián đoạn chưa từng thấy, trong khi làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói cùng cực và di cư bất hợp pháp. Liên Hợp Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xóa bỏ mọi hình thức nô lệ thời hiện đại. Chính quyền thành phố Lille tại miền Bắc của nước Pháp vừa quyết định ngắt điện toàn bộ khu vực công cộng. Đây là một trong những nỗ lực nhằm tiết kiệm năng lượng cho mùa đông sắp tới, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu vẫn chưa có hồi kết. Bảo tàng mỹ thuật thành phố, tòa thị chính, cùng với nhiều khu vực công cộng khác nhau tại đây, vốn thường được thắp sáng bởi những màu sắc đẹp đẽ, nay đã chìm trong bóng tối. Đây là biện pháp cắt giảm tiêu thụ điện của chính quyền thành phố Lille nhằm đối phó với tình trạng khan hiếm năng lượng và lạm phát trong mùa đông sắp tới. Theo toàn bộ kế hoạch được đề xuất, chúng ta có thể tiết kiệm 7% năng lượng tiêu thụ, nghĩa là khoảng 7 triệu kWh, tương đương hơn 1 triệu euro. Trên thực tế, lần ngắt điện này của chúng tôi đã tiết kiệm được 170.000 kWh, tương đương với khoảng 30.000 euro. Các nhà chức trách tại đây cũng đã tuyên bố sẽ hạ nhiệt độ ở hầu hết các tòa nhà và hồ bơi công cộng, đồng thời đóng cửa hai đài phun nước và khu vườn nhiệt đới của thành phố. Tôi tin rằng mọi người sẽ thông cảm và đồng tình với giải pháp này. Chúng tôi đã cố gắng hạn chế nhất có thể việc cung cấp các dịch vụ công. Tôi mong rằng người dân sẽ hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn. Lille không phải là thành phố duy nhất của Pháp từng thực hiện chiến dịch này. Thành phố Nantes cũng đã tắt toàn bộ hệ thống sưởi trong các tòa nhà công cộng. Dự kiến trong những tuần tới, nhiều thành phố lớn khác như Paris, Strasbourg và Rennes sẽ triển khai kế hoạch tương tự. Với việc vua Charles Đệ Tam chính thức kế vị ngai vàng, nước Anh đã kết thúc triều đại nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị và bước vào một triều đại mới. Vì thế, triều đại quân chủ mới của nước Anh chắc chắn sẽ có một diện mạo mới, một diện mạo lạ lẫm với toàn bộ nước Anh cũng như với chính hoàng gia Anh. Bởi đại đa số người dân Anh hiện nay đều sống dưới sự trị vì của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị trong 7 thập kỷ. Dựa vào những hoạt động ưu tiên chính của vua Charles Đệ Tam trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhiều nhà phân tích tại Anh cho rằng vua Charles Đệ Tam sẽ có một số chính sách tiếp cận khác nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Ông là người được cho là dễ gần với công chúng bình dân hơn. Vua Charles Đệ Tam cũng là người hoạt động rất mạnh trong lĩnh vực môi trường. Từ nhiều năm trước, khi còn là thái tử, vua Charles Đệ Tam đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề biến đổi khí hậu. Do đó, chắc chắn bảo vệ môi trường, bảo vệ tự nhiên, tiến hành các hoạt động từ thiện sẽ là lĩnh vực mới mà Hoàng gia Anh có thể thể hiện tích cực hơn. Ngoài ra, vua Charles Đệ Tam cũng đã nhiều lần bày tỏ quan điểm có thể sẽ tiến hành cải tổ Hoàng gia, thu gọn quy mô Hoàng gia, cắt giảm bớt nhân sự phục vụ, từ bỏ bớt một số đặc quyền của Hoàng gia như việc mở cửa điện Buckingham nhiều hơn cho công chúng, thậm chí là rời khỏi hẳn cung điện Buckingham và biến nơi đây thành nơi tổ chức các sự kiện lớn. Nói cách khác, dưới thời vua Charles Đệ Tam, Hoàng gia Anh có thể sẽ mang một diện mạo đơn giản hơn, gần gũi hơn, đời thường hơn. Nhưng để làm được điều đó thì không chỉ vua Charles Đệ Tam mà toàn bộ các thành viên còn lại của Hoàng gia, đặc biệt là gia đình hai người con trai của vua Charles Đệ Tam là Thái tử William và Hoàng tử Harry cũng sẽ phải thay đổi nhiều hơn. Có quá nhiều khác biệt về thời đại giữa vua Charles Đệ Tam và nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Tuy nhiên, vua Charles Đệ Tam cũng có thể có các cách tiếp cận khác gần gũi hơn, nên quân chủ Anh cũng không đối mặt với các thách thức giống như thời đầu trị vì của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Do đó, nhiệm vụ trước mắt của vua là duy trì được di sản của nữ hoàng. Về mặt đối nội, mặc dù Hoàng gia Anh luôn duy trì quan điểm trung lập về chính trị, nhưng theo giới phân tích tại Anh, một trong những thách thức mà vua Charles Đệ Tam cần phải lưu ý là việc không nên thể hiện công khai các quan điểm chính trị. Đây là điều mà vua Charles Đệ Tam từng nhiều lần mắc phải khi còn làm thái tử.
Thời gian tiếp theo, khi các cảm xúc về sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị dịu xuống, tình cảm của người dân với hoàng gia Anh chắc chắn cũng sẽ có thay đổi và vua Charles đệ tam khi đó có thể cũng sẽ phải đối mặt với các vấn đề phức tạp khác như sự gia tăng của những phong trào cộng hòa đòi xóa bỏ chế độ quân chủ tại Anh, hay nhất là tại các nước trong khối thịnh vượng chung như Australia, New Zealand và nghiêm trọng nhất có lẽ sẽ là xu hướng ly khai ở Scotland và Bắc Ireland. Một triều đại lịch sử kéo dài 70 năm đã kết thúc, nên nhiều khả năng sẽ có những biến động lớn trong triều đại tiếp theo.